Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án property, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng để tiếp tục những dự án mới nhất mình thường xuyên chia sẻ với anh em. Vì ta chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một dự án có tên là Gunly. Dự án này vừa có thưởng token vừa có BUSD. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn nút start để chatbot. Tiếp theo chúng ta lần lượt vào các cái mạng sổ đây. Các bạn mở tất cả cái mạng sổ ra, các bạn thấy là trong list này mình cũng còn 3 dự án nữa và chuẩn bị lên cho anh em. Hôm nay làm việc khá vất vả. Chúng ta join tiếp vào kênh Aerobe Insta, mở kênh YouTube này. Join vào kênh channel, kênh group nhiệm vụ tiếp theo. Chúng ta click here to prover. Các bạn lưu check cho mình. Chọn Join Group, chọn Submit ID tên, chọn đồ. Giờ chúng ta sẽ đến nhiệm vụ Tester. Trước tiên mình sẽ join vào kênh Discord đã. Discord mình đang full kênh, mình thoát bớt một vài kênh nhé. Anh em chờ tí. Hôm nay đã thoát ngay ban ngày để chuẩn bị rồi nhưng mà không ngờ là vẫn còn bị full kênh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ follow Tester này. Now retweet, retweet. Chúng ta sẽ copy name CryptoTown. Ở đây các bạn thấy mình đã follow từ trước rồi nhé. Twitter, chúng ta tiến hành này. Check out tweet này. Oh, sorry anh em, mình bị nhầm rồi. Copy name mà sao không copy được nhỉ? Chắc là bị lỗi. Chờ thì tớ sửa lại phần này. Bài đang là bị lỗi đâu. Dùng phím tắt mà nó không không nhận. Ok. Đây bây giờ mình sẽ thoát bớt một pin Discord nhỉ. Điểm profiling của kênh Twitter này. Chúng ta về từng nhà lấy profiling nhé. Discord. Bây giờ mình thoát bớt một vài kênh để mình có chỗ trống mình join những kênh tiếp theo. Đây là Fami là hôm qua này. Mấy cái dự án này là mới làm rồi. AIC. Sand Swap. Kiểm tra là những cái dạng nó lâu lâu rồi mình thoát bớt ra. Nào lâu rồi thì sẽ thoát. Follow mới. Linka có vẻ là lâu rồi. Linka thoát ra này. Rồi đây. Thoát ra vài dự án. Vài dự án. Epic Meta là mới làm nhỉ? Moller cũng mới làm đấy. Nói chung là chắc là phải chuyển sang Discord mới đâu. Discord này là tạm không dùng nữa rồi. Mai mình sẽ chuyển Discord mới. Ok, chúng ta join cái Discord này. Rồi, ta copy lên Discord và paste đây. Địa chỉ V20 các bạn dùng VSTAT ở trên chất wallet hoặc Metamask. Chúng ta copy phần địa chỉ VSTAT sau đó quay trở lại còn paste vào. Chọn đô nào. Retweet link. Chúng ta ở trong phần từ nhà thì các bạn vào tweet em đi, chọn phần thời gian bài đăng và sao chép vào link nhé. Cũng hồng hồng rồi, đúng không ạ? Kênh YouTube. Chúng ta ấn vào avatar nó kênh của bạn. Copy phần profiling, paste phần profiling của kênh YouTube phía dưới đây nhé.
Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án chúng ta nhận token Gundy. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào các bạn, video tiếp theo.